Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoysa học hỏi từ Hohenie đến Hương Giang tại Hoa hậu chuyển giới. Chiến lược thông minh có làm nên kỳ tích hay không? Trong phần trình diễn của mình ở Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hoysa khéo léo học hỏi Hohenie Hương Giang, những tiền bối từng làm là tự hào của nhân sắc Việt. Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 7 tháng 3 sắp tới. Đây là cuộc thi sắc đẹp uy tín dành cho người đẹp chuyển giới trên thế giới được tổ chức vào năm 2004. Năm nay cuộc thi tiếp tục được tổ chức với quy mô nhỏ và đại diện Việt Nam tham dự là Bùi Đình Hoysa. Cho đến thời điểm hiện tại, đại diện Việt Nam vẫn đang nằm trong top các thí sinh nổi bật được đánh giá cao. Đáng chú ý, Hoysa rất biết cách học hỏi những điểm hay, nổi bật của những đại diện Việt Nam từng làm nên kỳ tích trên đấu trường quốc tế. Trong đó đáng chú ý, ở phần thi trình diễn trang phục dân tộc, người đẹp khéo léo phối hợp cà quắp của Hohenie từng thể hiện và đạt top 5 tại Miss Universe 2018 nhưng tiết chế nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, mới đây khi đi phỏng vấn với kênh truyền thông nước chủ nhà, Hoysa cũng chọn bộ áo dài truyền thống tương tự Hương Giang cách đây 2 năm. Đây được cho là một chiến lược khá thông minh mà Hoysa đã lựa chọn. Khán giả hy vọng người đẹp lại một lần nữa làm rạng rỡ nhan sắc Việt tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Hoysa giữ chặt tà áo dài di chuyển đến trung tâm sân khấu mới bung ra khoe vẻ lộng lẫy của mình. Cách trình diễn này tương tự Hohenie tại Miss Geneva 2018. Trong buổi ghi hình mới đây, Hoysa chọn cho mình bộ áo dài họa tiết hoa sen cực kỳ độc đáo và đẹp. Hương Giang cũng từng mang trang phục truyền thống của con người Việt Nam trong buổi phỏng vấn của mình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.